Thật là khó có thể tưởng tượng, nhưng thành phố xanh tươi ẩn mình dưới tán rừng này lại là một thành phố cấm. Thời kỳ Liên Xô, thành phố này còn không được xuất hiện trên bản đồ, do nó nằm cạnh sân bay vũ trụ Plesetsk. Cư dân của thành phố, khoảng 30.000 người, đều tham gia vào công việc của sân bay vũ trụ này. Мирный, trong tiếng Nga, có nghĩa là hòa bình, cũng giống như chính thành phố này. Nó yên ả và thanh bình như chính vũ trụ vậy. Tuy nhiên, sự thật là vẻ thanh bình đó chỉ để che giấu những sự kiện lịch sử nóng bỏng diễn ra cách thành phố vài chục km. Tiếp sản xuất chương trình đã rời sân bay quân sự Chkalovsky và hạ cánh tại thành phố Мирный, tỉnh Arkhangelsk. Sân bay vũ trụ Plesetsk nằm cạnh đó là nơi sẽ giới thiệu dự án tân tiến nhất của ngành công nghiệp vũ trụ Nga mang tên Angara. Chúng tôi đã trải qua 2 ngày trong quá trình chuẩn bị phóng thử tên lửa Angara, một công việc rất hệ trọng đang được tiến hành. Dựng tên lửa lên trên bệ phóng. Công việc chính đều được làm bằng tay. Tôi thậm chí còn được giao cho việc đấu nối các dây cáp điện. Dây cáp điện đã được nối vào nguồn, cần xác nhận. Sau quá trình lắp đặt cơ bản, công đoạn dựng tên lửa lên trên bệ phóng sẽ được tiến hành. Tất cả các công việc đều được thực hiện theo quy trình có sẵn. Trước khi dựng tên lửa, khung dựng được nâng lên phía trên dây sử dụng 20 thủy lực. Sau đó, khung dựng bắt đầu chuyển động và 40 thủy lực bắt đầu nâng khối hàng quý giá kia lên. Người chịu trách nhiệm của công việc này luôn phải giám sát quá trình từ trung tâm điều khiển với sự hỗ trợ của máy báo góc và những công tắc giới hạn. Cả cấu trúc này sẽ tự dừng khi đạt tới góc 90 độ. Khung dựng sẽ được hạ xuống khi trục thủy lực thu lại. Việc điều chỉnh theo trục dọc của quả tên lửa được tiến hành tự động thông qua việc điều chỉnh lượng dầu thủy lực trong những chốt ở phần đuôi của tên lửa. Nói chung là quả tên lửa sẽ tự đứng vững nhờ trọng lực dựa vào thiết kế của hệ thống phóng và 4 chân giữ. Thêm vào đó, bệ bảo dưỡng cũng được cố định và cũng được sử dụng như một phần của hệ thống giữ. Điều duy nhất các kỹ thuật viên phải làm tiếp là tháo những thứ không cần thiết ra khỏi quả tên lửa, nối các mối nối điện. Khi quá trình dựng tên lửa xong xuôi, một chu trình kéo dài 3 ngày chuẩn bị cho quá trình phóng tên lửa được tiến hành. Các kíp lắp đặt gồm các sĩ quan của lực lượng phòng thủ vũ trụ cùng các chuyên gia dân sự sẽ bắt đầu trang trí quả tên lửa như một hệ thống Noel. Với vật trang trí là những hệ thống bơm, nguồn điện, thiết bị kiểm soát nhiệt độ, liên lạc. Chúng sẽ duy trì nhiệt độ ổn định bên trong của tên lửa. Đồng thời, việc kết nối tên lửa với hệ thống tự động trên bệ phóng, các ống cấp oxy, titer và heli cũng cần thiết. Bây giờ, trong lúc đợi tên lửa Angara được chuẩn bị, chúng tôi quyết định tìm hiểu xem những loại vũ khí này được cất giữ ở đâu. Để có thể chiến thắng trong cuộc đua trong vũ trụ,
Bạn phải làm việc thật chăm chỉ dưới mặt đất. Cơ sở hạ tầng của khu phức hợp phóng được cấu thành từ hơn 200 công trình nhà cửa. Quả cầu ba khổng lồ kia chính là bình chứa oxy với dung tích 1.400 mét khối. Anatoly sẽ nói cho tôi biết vì sao nó bốc hơi nghi ngút như vậy. Chúng ta đang ở trong khu vực lưu trữ và cung cấp oxy. Hiện giờ khu vực chính đang được làm lạnh và khí nitơ lỏng đang bốc hơi từ những kết cấu này, tạo thành khá nhiều hơi xương. Sau quá trình làm lạnh kết thúc, họ sẽ hút chân không các đường ống lạnh để chúng có thể cung cấp các thành phần như oxy cho quả tên lửa. Nói một cách đơn giản là họ đang làm lạnh và niêm phong các đường ống. Nó được làm lạnh bằng khí nitơ lỏng. Khi loại khí này thoát ra, nó sẽ bay hơi và làm giảm nhiệt độ môi trường. Khi làm lạnh oxy đến nhiệt độ âm 180 độ C, nó sẽ chuyển sang thể lỏng. Nhiệt độ thấp đến vậy được duy trì bằng một hệ thống các ống làm lạnh trong suốt quá trình vận chuyển và sẽ được hệ thống kiểm soát bơm vào quả tên lửa ngay trước khi phóng. Đạn tin cũng như kerosene cũng sẽ được làm lạnh đến nhiệt độ âm 15 độ C để giảm bớt thể tích. Nhờ đó, người ta có thể nạp nhiều hơn. Khí heli cũng được sử dụng trong quả tên lửa để giữ áp cho các bình chứa trong quá trình đốt kết xả nhiên liệu khi phóng. Có thể hiểu đơn giản, quả tên lửa giống như một chai soda nhựa lật ngược. Nếu như bạn đổ phần chất lỏng trong chai ra mà không có khí đi vào, chai sẽ bị bẹp rúm. Tuy nhiên, khi tên lửa phóng, nhiên liệu bị đốt cháy, thì khí heli cũng được xả vào thùng nhiên liệu. Do đó, tên lửa sẽ không có số phận giống chiếc chai nhựa trên. Và những công trình kia có vai trò như thế nào trong tổ hợp phóng? Cấu trúc chính kia là nơi dẫn oxy đi qua, cung cấp cho tên lửa khi phóng được xây dưới lòng đất, và chúng ta sẽ đi qua đó. Chúng ta sẽ đi xuống dưới lòng đất à? Đi thôi. Việc tiếp cận khu hang động kỹ thuật phải trải qua những hàng rào an ninh nghiêm ngặt. Không gian dưới lòng đất này là không thể thiếu cho quá trình phóng. Người ta đơn giản là không thể đặt tất cả những thùng chứa khí, máy nén, các loại máy móc khác lên mặt đất. Điểm sâu nhất trong số các công trình dưới lòng đất này tương đương với tòa nhà 6 tầng nằm khúc ngược. Tất cả các công trình dưới lòng đất này được nối với nhau bởi những đường hầm dài khoảng 5 km. Những công trình này được xây dựng theo thứ tự sao cho có thể giữ an toàn phóng ở mức cao nhất. Dù gì thì quả tên lửa trước khi phóng có thể coi như một chiếc cục khổng lồ chứa trong nó hàng trăm tấn vật liệu cháy nổ. Hiện giờ chúng ta đang ở trong kênh liên kết đúng không? Đây là đường ống giúp cung cấp oxy cho tên lửa đúng không? Đúng thế. Nó không chỉ cung cấp oxy mà còn cung cấp cả khí nén và nitơ. Tất cả những thứ đó phải đi qua kênh liên kết này để đổ vào các tòa nhà trong tổ hợp phóng. Trong những tòa nhà đó, chất oxy hóa ở đây là khí oxy sẽ được cấp trực tiếp cho bệ phóng tên lửa. Có rất nhiều công trình thú vị được đặt nằm dưới lòng đất như xưởng nén. Bạn có thể hét to hết sức nhưng sẽ không ai nghe vì tất cả sẽ chìm trong tiếng ồn của máy móc tại đây. Vì tất cả các thao tác điều khiển đều bằng tín hiệu điện hay thủy lực, do đó tất cả sức mạnh giúp con quái vật vũ trụ vận động đều có khởi nguồn từ đây. Căn phòng làm lạnh này to khiếp nhỉ? Đúng, đây là căn phòng mà oxy được cấp từ kho chứa sẽ được tập kết, và từ đây nó sẽ được cấp thẳng đến bệ phóng tên lửa. Vậy là tất cả oxy sẽ được tập trung tại đây, làm lạnh và cung cấp cho tên lửa. Đúng. Theo như tôi hiểu thì ở đây là khu vực có mức độ nguy hiểm cao trong trường hợp oxy bị rò rỉ và xảy ra cháy nổ. Do đó, những vòi phun nước như thế này được trang bị ở đây. Nó đang hoạt động đúng không? Đúng thế. Vậy ta thử kiểm tra được không? Được, tiến hành nào. Vậy thiết bị này hoạt động như thế nào? Ví dụ như anh bị bắt lửa và chạy vào đây. Vậy kia là nước đúng không? Đúng. Được. Vậy giả sử như tôi bị cháy. Ừ, thì dập lửa. Và từ đây, nó sẽ tiếp tục đổ nước. Sau vụ trị liệu bằng nước này, có lẽ tôi cần ít không khí trong lành. Nó ở đâu nhỉ? Được rồi, đi thôi, lối ra ở đây này. Trong ngày tiếp theo, một lần nữa quả tên lửa được kiểm tra tất cả những chức năng bên trong và dần chuyển sang trạng thái sẵn sàng phóng. Như các sĩ quan giải thích, gọi là nâng trạng thái tiếp cận thì đúng hơn là phóng. Trong khi không khí chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa Ankara sôi nổi khắp tổ hợp, thì bản thân tôi cũng phải nâng trạng thái tiếp cận.
tiếp cận độ cao. Điều này đúng không chỉ cho quả tên lửa mà cho cả con người. Tôi đã leo lên tháp đèn đến độ cao 30 mét để lắp đặt camera tại đây. Với khoảnh khắc lịch sử này, không có chiếc camera nào là thừa cả. Camera đã sẵn sàng tại vị trí trong khi động cơ RD-191 của quả tên lửa đang được kiểm tra. Đây là loại động cơ được thiết kế ở thành phố Khimki. Chúng tôi đang ở trong khu vực của nhà máy mà trong suốt 85 năm qua, các thế hệ kỹ sư liên tục thiết kế và sản xuất động cơ tên lửa. Hiện nay, cứ hai tên lửa trên thế giới thì có một chiếc mang động cơ sản xuất tại nhà máy Enercomas. Tại Hiệp hội Nghiên cứu và Chế tạo này, đang có 4.000 chuyên gia làm việc trên khu vực sản xuất rộng đến hơn 90 hecta, cũng là nơi người ta thiết kế, thử nghiệm và chế tạo động cơ tên lửa. Tại sảnh trưng bày có sự hiện diện của tất cả các loại động cơ từng được sản xuất ở nhà máy. Đây là loại động cơ 107 huyền thoại. Cùng với nó, hành trình chinh phục không gian của loài người đã bắt đầu bằng việc đưa vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên vũ trụ. Vâng, cũng nhờ loại động cơ này, cả thế giới biết đến Yuri Gagarin. Anh không thể tìm được một bảo tàng giống thế này ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tất cả các mẫu động cơ tên lửa của Nga đều được thu thập về đây. Nhờ vào những người khổng lồ bằng thép này, chương trình vũ trụ của không chỉ nước Nga và của cả loài người đã được những bước nhảy vọt. Trên một khu vực rộng 1.000 m², hàng chục loại động cơ từ những loại sơ khai chạy bằng nhiên liệu lỏng được sản xuất từ năm 1929 cho đến những họ hàng còn rất trẻ của nó. Như loại động cơ RD-0255 đều có mặt. Động cơ RD-253 của tên lửa đẩy Proton, loại tên lửa lớn nhất sử dụng động cơ một buồng nhiên liệu lỏng, được sử dụng để đưa trạm hòa bình lên vũ trụ cũng ở đây. Ngoài ra, trong khu vực này, bạn cũng có thể tìm thấy loại động cơ RD-280. Loại động cơ mà thiếu nó thì chương trình vũ trụ của Mỹ cũng sẽ bị bế tắc. Đây là xưởng sản xuất số 222. Các linh kiện động cơ tên lửa và các thiết bị độc lập được sản xuất tại đây. Có hơn 50 loại máy gia công ứng dụng, hàng ngàn các quy trình kỹ thuật ở đây mà tôi sẽ tìm hiểu cùng với Piotr. Chào Alexei, chào mừng anh. Động cơ RD-191 phải trải qua những công đoạn độc đáo nào trước khi nó được lắp vào tên lửa? Như mọi lần, mọi thứ đều được bắt đầu từ công đoạn chuẩn bị khi chúng tôi có được những dữ liệu về điều kiện làm việc đặc biệt của động cơ. Ví dụ, nhiệt độ làm việc ở mức 700 độ C, áp suất tới 1.000 atmosphere và gia tốc tới 300G. Các linh kiện ban đầu phải thỏa mãn những điều kiện đó. Trước khi các linh kiện được lắp đặt vào động cơ, nó phải vượt qua rất nhiều công đoạn kỹ thuật, bao gồm xử lý, hàn cắt, thử nghiệm và rất nhiều công đoạn khác. Một trong những công đoạn xử lý đầu tiên là quá trình gia công bào mòn điện hóa trên linh kiện. Đây là công đoạn đại diện cho sự chuẩn xác mà quá trình gia công phải đáp ứng. Nguyên lý của công đoạn này rất đơn giản. Một điện cực bằng đồng và điện cực còn lại chính là chi tiết cần gia công được cấp điện. Khi hai điện cực tiếp xúc, hiện tượng phóng điện sẽ khiến cho một phần kim loại trên chi tiết bị bay hơi. Nếu chi tiết không đồng nhất, nó sẽ được hàn lại bằng thiết bị hàn hồ quang argon. Rất nhiều công đoạn kỹ thuật không thể thực hiện bằng tay, do đó tất cả những mũi hàn tại những vị trí khó tiếp cận đều được thực hiện tự động bằng máy. Khi các công đoạn kỹ thuật đã hoàn thành, tất cả các thiết bị và mối nối đều được kiểm tra kỹ càng. Chi tiết sẽ được quay với tốc độ cực lớn để kiểm tra trục đối xứng của nó xem có trùng với thiết kế hay không. Nếu trong quá trình thử nghiệm, người ta phát hiện ra bất kỳ độ lệch nào, một kỹ sư hệ thống sẽ sử dụng một loại sáp dẻo để tìm ra phần mất cân bằng trên chi tiết bằng cách dính sáp lên các phần nghi mất cân bằng của linh kiện. Trong bước tiếp theo, khi các linh kiện đơn lẻ được lắp đặt lại với nhau, cũng như các chi tiết được lắp vào hệ thống mang, chúng tôi cũng thực hiện các công đoạn kiểm tra khác nhau để tránh những dị vật lọt vào thiết bị. Ngay lúc này, chúng tôi cùng với Alexei đang ở xưởng lắp đặt động cơ. Đây là các động cơ RD-171M dùng để phóng tên lửa Atlas và động cơ RD-191 lắp cho họ tên lửa Ankara.
Tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Ankara được tăng tốc nhờ vào động cơ RD-191. Đây là loại động cơ nhiên liệu lỏng một buồng với khả năng cung cấp lực đẩy lên tới 196 tấn. Nó được thiết kế dựa trên loại động cơ RD-170, vốn đã lập kỷ lục là loại động cơ nhiên liệu lỏng mạnh nhất thế giới. Dù vậy, RD-191 là loại động cơ rất thân thiện môi trường vì hỗn hợp nhiên liệu được sử dụng là oxy kerosen, khi đốt cháy không tạo thành sản phẩm có hại. Khi nén cao áp được tạo thành từ buồng sinh hơi sẽ được cấp vào turbin. Lúc này nhiệt độ của khí nằm ở mức 500 độ C và áp suất của nó là 400 atmosphere. Sau khi rời turbin, khí sẽ di chuyển qua buồng đốt, nơi nó được trộn với kerosen, điểm hỏa và cháy phun ra ở miệng phun tên lửa. Đây cũng là nguyên tắc làm việc chính của tên lửa. Tính năng đặc biệt của loại động cơ này là khi hoạt động, nó có thể cung cấp 100% sức đẩy thông thường theo lý thuyết. Trong chế độ hoạt động đốt sâu đạt 30%, không một loại động cơ nhiên liệu lỏng nào trên thế giới có thể làm được điều tương tự như động cơ 191 này. Tuy nhiên, đó lại chính xác là những yêu cầu kỹ thuật mà trung tâm Khrushchev đặt ra với RD-191. Loại động cơ sẽ sử dụng cho cả họ tên lửa Ankara. Thời điểm quan trọng nhất trong vòng đời của bất kỳ loại động cơ tên lửa nào, ngoài lúc phóng, chính là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Thử nghiệm phóng này được bắt đầu từ giai đoạn khi các ống dẫn trong động cơ được mô phỏng các hành vi của chúng xảy ra sau thời điểm phóng. Sử dụng điều khiển chuyển động để hướng buồng đốt lệch góc 2 độ. Đây là bài thử nghiệm độ hiệu quả của tất cả các hệ thống điều khiển hướng phun của tên lửa trong tương lai. Như anh đang thấy đấy. Có thể nói là tôi cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn thấy các thiết bị phản hồi nhanh như vậy. Động cơ RD-180 được đặt cố định trên giá trong bài kiểm tra buồng đốt. Sau bài thử nghiệm phản xạ điều khiển, nó được đóng lại để chuẩn bị cho bài thử nghiệm đốt thực sự. Bài kiểm tra được điều khiển từ phòng điều khiển. Lệnh sẽ được phát qua loa phóng thanh công suất lớn, có thể nghe rõ từ mọi vị trí quanh giá động cơ. Thử nghiệm đốt cháy này sẽ kéo dài hơn 3 phút. Trong suốt quá trình này, động cơ sẽ hoạt động trong nhiều trạng thái khác nhau. Các điều kiện trùng đã sẵn sàng. Sẵn sàng khởi động. Chú ý khởi động. Bắt đầu ở công suất 95%, 10, chuyển qua công suất 63%, 20. Đây cũng là cách mà người ta nghiên cứu về động cơ. Các dữ liệu thu được sẽ được ghi vào sổ sách và sau đó cập nhật vào máy tính điều khiển phóng. 90, 100, chuyển qua chế độ 83%, 140. Luồng phun động cơ sẽ đo đạc bằng các cảm biến trong buồng khí nóng. Sau khi động cơ khởi động, luồng khí xả ra sẽ đi theo ống dẫn khí tới đệm nước. Một bể nước khổng lồ với những ống xả hơi nước cao đến 100 mét ở chính giữa. Nhiệt lượng trong ống xả sẽ làm nước trong bể sôi lên và luồng phun sẽ mất dần năng lượng. Khí xả sau đó sẽ trộn với nước và trở thành dạng tuyệt đối an toàn cho môi trường, sẽ được xả ra ngoài dưới dạng hơi trắng. 201, 5, dừng chương trình. Ngày cuối cùng đã đến. Nhiều người ở đây đã chờ đợi suốt 20 năm. Hàng nghìn con người trong nhiều thế hệ ở đây đã phải gác lại những kỳ nghỉ và cuộc sống cá nhân của họ. Tất cả nhân sự đã được sơ tán khỏi khu vực phòng, ngoại trừ tổ trực chiến ở đài chỉ huy. Từ đài này, họ sẽ điều khiển mọi hoạt động phóng. 4 giờ trước khi phóng, người ta bắt đầu nạp nhiên liệu cho tên lửa. Mọi quyết định liên quan đến Ankara đều phải nhận được sự đồng ý của Ủy ban quốc gia. Nếu bất kỳ một sự cố nhỏ nào xuất hiện thì vụ phóng tên lửa sẽ bị hủy. Đã có một lần, cuộc thử nghiệm đã bị hủy vì người ta đã phát hiện ra có một sợi tóc mỏng lọt vào hệ thống bảo vệ giữa các thùng chứa. Cứ phải nhớ rằng đây không phải là một vụ phóng tên lửa thường niên.
Mà lần này là lần thử nghiệm đầu tiên. Trước đó, chưa ai từng phóng quả tên lửa này lên bầu trời, và họ không biết rằng phần cứng của nó sẽ hoạt động ra sao. Công tác chuẩn bị ngay trước khi phóng đã được thực hiện 5 giờ trước. Hiện giờ là 10 phút sau khi nhiên liệu cho tên lửa đã nạp xong. Ankara sẽ có 2 phút nghỉ ngơi trước khi phóng để mọi người kiểm tra lại lần cuối toàn bộ các hệ thống mặt đất. Tất cả những người đã cống hiến cả cuộc đời họ vào dự án này hiện giờ đang phải đối mặt trực tiếp với thách thức. Chúng ta cần khả năng tiếp cận độc lập tới vũ trụ, và tên lửa Ankara sẽ cho phép chúng ta làm điều đó. Trước khi phóng, quả tên lửa được giám sát bởi những thiết bị đo đạc của sân bay vũ trụ. Tuy nhiên, ngay khi Ankara rời khỏi mặt đất, nó sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy các hệ thống thử nghiệm vũ trụ Titov nằm tại thành phố Krasnoznamensk. Nhưng Plesetsky vẫn tiếp tục công việc bằng cách truyền đi một báo cáo từ khu phức hợp phần mềm tới Tổng tư lệnh quân đội. Các trạm điều khiển hệ thống vũ trụ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ankara trong suốt chuyến bay của nó. Vào thời điểm cuối cùng, quả tên lửa đứng trên bệ phóng bằng chính trọng lực của nó và được cố định với bệ phóng ở tất cả mọi hướng. 3 và 60, các thông số điều khiển bình thường. Động cơ tầng đầu tiên khởi động, bật công tắc cất cánh. Chuyến bay ổn định, bắt đầu chuyển hướng kèm xoay. Chuyến bay ổn định, quỹ đạo bay khớp với tính toán. 30, các thông số điều khiển bình thường. 40, động cơ tầng đẩy thứ nhất hoạt động bình thường. Quá trình chuyển hướng kèm xoay đã kết thúc, xác nhận tên lửa ổn định. Chuyến bay ổn định, quỹ đạo bay khớp với những gì đã tính toán. Khói, lửa và Ankara đang bay xuyên bầu trời. Vụ phóng thử đã thành công và sau 20 phút tên lửa đã ra khỏi tầng khí quyển. Từ thời khắc này, ngành vũ trụ Nga đã xác lập thành tựu của riêng mình từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Sau khi phóng, các động cơ đều hoạt động theo đúng với chương trình cài đặt trước. Ankara đã đạt độ cao và tiến hành các động tác thao tác cần thiết theo chương trình bay định sẵn. Ở độ cao 98 km, tầng đẩy thứ nhất tách ra và rơi xuống phía nam biển Barents. Sau khi tầng thứ hai khởi động, phân tải mô phỏng sẽ được loại bỏ cùng lúc và tên lửa cùng tải sẽ bay tới độ cao 200 km so với mặt đất. Giá trị này được xác định là quỹ đạo thấp, sử dụng cho mục đích quân sự, và phóng lên sẽ kéo dài hơn 500 giây và tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo để lao xuống bãi thử Kura tại Kamchatka. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải tiếp tục sự nghiệp đã được Sergei Pavlov Vikorolyov khởi xướng. Nước Nga đã và sẽ là một siêu cường vũ trụ.